Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc ra oai phế bỏ đứa con tinh thần của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng hình ảnh một đời trong sạch cuối cùng, danh tiếng của ông cũng bị vấy bẩn. Có thể nói ông Trọng hiện nay không cần tiền vì dù sao ông cũng gần đất xa trời, thì tiền với ông chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Để cho thuộc hạ cung phụng ông cũng là quá đủ. Nhu cầu của Nguyễn Phú Trọng ở tầm cao hơn phần còn lại những người đảng viên trong đảng của ông. Trong đảng Việt Nam ai cũng tham tiền, nhưng ông thì chỉ ham danh. Ham đến mức tham quyền cố vị, không chịu ngả nhà chiếc ghế dù cho bệnh gần chết. Chức tước thì ông đã có ở vị trí tột đỉnh, không thể cao hơn được nữa. Giờ này ông chỉ cần hai cái. Cái thứ nhất là thành tích diệt tham nhũng. Danh thứ nhì là ông cần là danh hiệu trong sạch. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Diệt tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng xem như là thành tích khá nhất trong các quan chức của Đảng Cộng sản. Nhưng đang trong sạch của ông đang bị vấy bẩn vì chữ ký đầy ô nhục vào tấm huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Và giới với bốc huân chương này, công ty đã quảng cáo và kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi ông Phạm Minh Chính đệ tờ trình số 506 lên cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thì vào ngày 23 tháng 6, ông Phúc đã ký quyết định số 715 về việc hủy bỏ quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Sau khi Việt Á nổ tung, có đến 70 quan chức từ trung ương đến địa phương đã bị khởi tố, trong đó có ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam. Thì khi đó tấm huân chương lao động hạng 3 lại trở thành điều đáng xấu hổ đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay ông Trọng đang cho truy ai đã đề xuất cho ông Trọng ký tấm huân chương này. Người đó không ai khác chính là Nguyễn Thành Phong. Vào tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Thành Phong nhanh nhẩu đề xuất công ty Việt Á được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong, người đã đề xuất cho Việt Á được tặng huân chương. Nếu truy ra những người liên quan đến tấm huân chương đầy ô nhục này thì phải truy từ trên xuống dưới. Nguyễn Thành Phong đề xuất thì tất nhiên ông này phải đền tội. Tiếp theo là trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Cơ quan này đã không kiểm tra kỹ mà đưa lên cho Nguyễn Phú Trọng để ký. Có vẻ như người đứng đầu ban thi đua khen thưởng Trung ương là con cưng của ông Trọng thì phải. Ông Trọng ký bao nhiêu huân chương không ai nhớ hết. Người dân Việt Nam chỉ nhớ nhất là tấm huân chương mà ông đã ký tặng cho công ty Việt Á. Có người nói mỉa mai rằng tấm huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á là đứa con tinh thần của ông Nguyễn Phú Trọng. Quả thật đứa con tinh thần này trông rất xấu xí và đáng xấu hổ. Thực ra, ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 715 về việc hủy bỏ quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Chỉ là hình thức, dù có hủy thì ai cũng biết chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ký vào tấm huân chương đấy rồi, không cách nào gột rửa cho được. Đây là hình ảnh đứa con tinh thần của ông Trọng bị ông Phúc phế đi. Ký xong thì thu hồi, tuy nhiên rằng huân chương thì vẫn còn trên mạng, nó vẫn còn tồn tại với thời gian, xóa làm sao cho được. Chỉ cần đánh từ khóa trên mạng Google thì huân chương đó lại xuất hiện cho mọi người cùng thấy. Thực ra nói ông Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định phế bỏ đứa con tinh thần cho oai, chứ thực chất công việc của một ông chủ tịch nước chỉ là ký tá huân chương rồi tiếp khách quốc tế có tính chất lễ nghi. Chiếc ghế của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vốn là hữu danh vô thực. Với việc để vợ dính vào tai tiếng vụ Việt Á thì e rằng sự nghiệp chính trị của ông Phúc chỉ kéo dài lâu lắm là hơn 2 năm nữa sẽ hết nhiệm kỳ về hưu và chấm dứt. Và nếu không khéo, ông có thể về hưu sớm không chừng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin giá một năm giảm án hơn 8 tỷ đồng. Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình là bậc thầy về chiêu làm tiền. Quan chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam ai cũng giàu, và vì tham nên mới giàu và rất giàu. Vì tham
dẫn tới đường hối lộ mà hễ có cơ hội là họ làm chính sách, dập toa với gian thương kiếm tiền núi. Ai cũng rất nhiều tiền, biệt phủ, xe sang, đưa con đi du học là chuyện rất đơn giản với những quan chức ủy viên trung ương. Các quan chức Cộng sản Việt Nam thịt dân để kiếm tiền là chuyện bình thường. Nay đồng chí chưa bị lộ, lại thịt đồng chí đã bị lộ là một kiểu kiếm tiền rất dã man. Tuy họ xưng với nhau là đồng chí, nhưng chẳng ai đồng chí hướng với nhau cả, mà tất cả trong họ đều mưu cầu riêng cho bản thân, chỉ có quyền và tiền là trên hết thôi. Đây là hình ảnh giá cho sự giảm án. Vào ngày 22 tháng 6 kết thúc phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung, kết quả là ông Chung được giảm 3 năm tù. Tòa phúc thẩm giảm từ 8 năm xuống còn 5 năm. Tại tòa án cấp cao Hà Nội, phía cầm cán cân công lý đã nói rằng đủ cơ sở chứng minh ông Chung đã hậu thuẫn bật đèn xanh cho Giang thực hiện các hành vi phạm tội. Ông Chung kháng cáo, liên tục kêu oan nhưng cuối cùng cũng thừa nhận sai phạm. Đây là lời lý giải cho nguyên nhân giảm án. Tuy nhiên, những gì diễn ra bên trong nó không phải là như vậy, mà là được mua bằng tiền mới có sự giảm án, và rất nhiều tiền. Cái giá để được giảm án là bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra. Cũng trong ngày 22 tháng 6, báo chí cho biết ông Nguyễn Đức Chung nộp đủ 25 tỷ là nói để khắc phục hậu quả, nhưng thực chất đó là mua án. Người đứng đầu tòa án cấp cao là Nguyễn Hòa Bình, ông này đã từng ép oan Hồ Duy Hải phải chết vào năm 2019. Cùng với bản án trước đó trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến công ty Nhật Cường, ông Chung phải chịu hình phạt là 10 năm tù tổng cộng. 25 tỷ cho 3 năm giảm án, vậy là Nguyễn Đức Chung đã mua cho ông mỗi năm giảm án là hơn 8 tỷ đồng. Một cái giá rất cao, tuy nhiên với ông Nguyễn Đức Chung thì có thể con số đó hơn 1 triệu đô không phải là quá lớn. Xẻ thịt được những đồng chí lắm tiền thì cố gắng mà xẻ, chứ xẻ dân nghèo với con số như vậy thì phải rất đông mà lại dính tai tiếng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm sau khi chi ra tới 25 tỷ. Cùng tội danh với ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty thương mại dịch vụ Arctic, được giảm từ 4 năm 6 tháng tù còn có 3 năm tù. Nguyễn Trường Giang đã nộp hết 7,1 tỷ đồng, nghĩa là mua 1 năm giảm án hết 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty thoát nước Hà Nội cũng được giảm từ 4 năm tù còn 30 tháng tù. Võ Tiến Hùng đã nộp 4 tỷ đồng. Tính ra ông này mua mỗi năm tù giảm án là hơn 2,5 tỷ đồng. Tất cả đều có cái giá của nó cả. Ngành công an và ngành tòa án ở Việt Nam thì không ai xa lạ gì. Mục đích của nó là để bảo vệ chế độ. Những ai bất đồng với chế độ, công an sẵn sàng chụp mũ và bắt người. Sau đó tòa án xử họ với những bản án bỏ túi. Những người này dù có chạy trọt bao nhiêu cũng không được giảm án, trừ khi gật đầu làm tay sai cho họ. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình. Ngoài chức năng bảo vệ chế độ ra thì họ không cần phải bảo vệ công lý. Ở Việt Nam án oan thì đầy ra mà có ai kêu oan được đâu. Và những bản án nhẹ không tương ứng với tội danh bị cáo thì cũng rất nhiều. Bởi những bị cáo mà không phải là tù nhân chính trị thì đều có thể dùng tiền để mua án. Mua từ viện kiểm sát đến công an và cả tòa án. Với con người như Tô Lâm và Trương Hòa Bình thì hai người này đã đưa ra trò làm tiền ngành công an và ngành tòa án lên một tầm cao mới. Tất cả những bản án có giảm án đều có cái giá của nó. Cái do đó tù thuộc vào tội nặng hay nhẹ và tùy thuộc vào túi tiền của bị can hay bị cáo đó nữa.